cái cây này thì lại để đẽ gì rất đi cho xong chúng ngứa mắt. Đang lên hồi này chị. Hồi đẽ. Nhìn chúng ngứa mắt. Cây to kia bởi chẳng nhẽ tôi vứt đi chứ sĩ. Cái này để. Chừng ảnh nó ở giữa luôn á. Anh cho đấy trồng rau cây gì? Đấy, cũng bí bầu ở đây. Mấy nữa làm cái... Thế cứ cần gì phải làm nhỏ thế, cút thành cái lỗ đi xong rồi băm băm nó ra chứ. Cho nó sâu sâu xuống rồi để em bỏ phân nó dễ chứ. Em làm cái lỗ cho phân dễ nhất mà nó đọng luôn trong đấy. Ví dụ mai ngày đi xin được cái phân trâu phân bò cho vào cái hố đấy nó hút nó không trồi lên trên. Bí ạ. Bí nước đầy đủ các loại, bí đỏ, bí xanh. Trộn lẫn lượt về. Ừ. Ôi dồi, rắc như này á. Rắc được thế nào lấy được bí. Thế thì chịu em thật. Chắc gì nó đã lên. Đấy nghĩa là em trồng một rạch thẳng như này này. Bò ra hai bên có phải nó còn tốt không? Xong còn lát vào chứ rắc như này. Không, đúng ra là em trồng một rạch này thì đất leo và háng lên. Vừa chả phải chọn, chả phải nhổ lên đặt xuống. Biết đâu nó lên sao? Nào dốc, mai chị cũng về chị làm cái này để cho con ngót lên. Tới đất em cho cái phân vào đây. Đây cho cái, trước em trồng cây gấc à, cây gì đây? Gấc à? Đây là không trồng nữa à? Nhà chị nó nhiều lắm, em ạ. Ở chỗ vườn rau, rau chị cứ khá đi ấy. Chỗ vườn rau ngoài ấy. Nếu mà rơi rớt chị cho leo cây lên ấy, xong là chị ăn ngọn ngon ấy. Ngọn ngất á? Ừ. Thế à? Ăn thì ngon, mà tốt ấy. Chả ăn bây giờ. Mình trồng cây quất mà cây quất Tết ấy, ôi giờ đẹp lắm. Ồ, lên lộc ngon lành luôn. Triệu cái hôm đấy mua là tất cả là hơn 60 triệu. 60 ông có tiền để mua. Ông có đồng nào là ông chỉ muốn mua cái đấy thôi. Ông này ông chuyên chỉ muốn sắm những cái đấy thôi. Đẳng cấp. Tôi đéo đẳng cấp. Sao là chụp ảnh chứ nhìn ngắm, lắp xong nhìn ngắm. Chị đang quay đấy à? Ừ. Làm cỏ cho rau ngót này, bón phân các bạn nhé. Rau ngót vẫn đắt nhỉ đúng không? Một mớ. Mình chả thích ăn rau ngót mấy đâu ra này. Này về vì phải cho phân vào thì mới lên được. Mai phải đi chợ mua thêm phân, còn đi phân không đủ. Ông lắp xong bao giờ ông lại đóng thêm một cái kệ gỗ gỗ bé bé ông để cái hộp mà đựng âm thanh lên ấy. Kê vào đấy chứ để vào tủ giờ không có chỗ để nữa, để hai cái loa hai bên rồi.
hai cái loa là hai cái giá ở hai bên, xong lại để hai cái chỗ bên loa đấy là hai cái loa đứng rồi, hai cái loa 51 triệu đấy. Nếu không có chỗ để đấy dàn âm thanh nữa, giờ kê ông dưới đất. Nhá, cái đấy của nhà chị á, họ em thấy họ làm hai cái giá họ in lắm, họ để hai bên. Thế nhà chị bốn cái loa cơ mà, hai quá hai cái cây, cái cây đứng rồi, xong là hai cái kệ ở cái tủ đấy, để lên cái kệ cái bệ như nhà em ấy thì chả gọn à. Mua hai cái nữa để hai bên đấy, còn hai cái kia là cái cây bốn cái loa cơ mà. Một đôi 20 triệu, một đôi 51 triệu. Anh ấy mua cái lọc xì bốn loa, kéo bốn loa. Thế là mười mấy triệu này. Trời ơi. Đây là chưa có rắc thôi, có rắc chắc hát vỡ làng vỡ xóm ra bốn loa. Mà hôm nào mà các bốn loa gọi anh Hà sang hát để không hay anh thành hay. Trời ơi, trời ơi. Hôm nào ông Tuấn Lâm đi vắng thì chị em mình phải hát một bài. Ừ, bảo sang hát thôi mà để. Ôi giời. Anh bảo thế. Anh ấy sẵn rồi, cái này âm thanh to, anh còn dạy chị rồi. Xong bắt đầu bọn em cứ bận đi, chẳng dù sang đấy. Bảo sang đi hát đèo mẹ tối, sang hát nghiêu ngao, đóng cửa qua anh nghe thấy đâu mà. Ở ngoài nghe thấy nó bé ấy. Đúng không? Mua đồ xịn đi cún hôm qua rồi chứ. Ở đây mà có hát đúng không? Một mình con chẳng. Xong rồi tối hôm qua, lúc ở nhà Tuấn hỏi thế cún có hát không? Bảo không cháu chả hát. Ôi trời ơi, giời xấu hổ. Ông ngồi ông ngắm, ông ấy kê xong ông ngồi ông ngắm. Thế là sáng hôm qua em biết không, đấy là lúc em không thấy xe máy ở nhà là hai vợ chồng đi đặt cái đấy. Em ở quá rửa đấy mà mình gọi thế đấy, thế là bà lại đi vào trong nhà xong rồi không biết. Thế em vội vải mốt vào đây luôn chứ. Thế à, thế là ông ấy... Ông đi ấy, ông ấy rủ đi ra chỗ dặn thập mộc ấy để đóng cái kệ để kê cái giàn âm thanh lên. Ờ, đồng nát là kiếm tiền đấy, ông thấy gì? Đồng nát, ông thấy cái đồng nát nó tàn xây nhà, mua nhà to này. Trời ơi, đừng có khinh nhà đồng nát nhá, đây chả có mà nhạt. Tới này nhưng mà cho luôn phân có phải ấp vào nữa không? Có phải ấp nữa không? Quả nhe nó mau nhà chị. Thế là mưa nó mới ngấm. Đấy, làm cỏ cho ngót xong rồi để bón phân các bạn nhé. Cũng như thường lệ này, các bạn nào xem nhớ ủng hộ cho mình bằng cách đăng ký kênh. Chia sẻ cho mình xin nút like nhé. Tạm dừng video tới đây, hẹn các bạn video sau mới tiếp tục. Sới xong bây giờ đi bón phân này.